Chào tất cả anh em, thì hôm nay tôi lại tiếp tục quay cho anh em một cái clip giải trí nữa đây. Clip giải trí đó là kèo lôi đài BK vui vẻ giữa giờ cùng biểu ca mã khóa cạch 90 mạch, trang bị là kim xà 7, vâng, cũng có tiếng ở võ lâm truyền kỳ 2 rồi. Và một áp thứ hai đó chính là minh giáo bút B52 bot luxury với trang bị là uy hổ tướng vô song chiến thần. Thì anh em thể thấy là bot luxury thì hiện tại mạch khóa cạch của anh là 29, khoảng 29-30 mạch, mà trong khi biểu ca là mắc 90 mạch. Do vậy là biểu ca đã quyết định mặc trang bị đó là chiến cuồng, hai món chiến cuồng, bỏ tín vật cấp 20. Vâng, để BK với bot luck thì không biết là hôm nay kèo cân bằng không. Anh thì lại đeo kim xà 7. Vâng. Rồi, biểu ca đang ăn cái phát choáng đầu tiên. Anh em thể thấy là biểu ca đang mặc hai món chiến cuồng quần áo. Còn lấy nón vô song chiến thần thì anh em cũng có thể hiểu qua để anh lấy tốc độ xuất chiêu để bắn cho nó nhanh. Rồi. Nhưng trong khi đó thì anh sẽ mất đi một cái lượng phá địch. Lượng phá địch là khoảng tín vật cấp 20 thì phá địch sẽ là 300, cộng với vô song chiến thần 150 là mất khoảng 450 phá địch rồi. Rồi, và mất khá là nhiều máu và tiềm năng. Liệu biểu ca có thể ăn được không? Nhờ vào sự hơn hóa cảnh rất là cao, hơn đến 60 mạch hóa cảnh và hơn cả về kim xà. Khi mà biểu ca mặc kim xà đó là kim xà 7, trong khi bot luck thì vẫn mặc kim xà 6. Và anh em cùng theo dõi nhé. Và một pha 55 lưu quang. Nhưng pha toái kim rất là khó chịu, đẩy lùi liên tục. Vâng. Pha nghịch chuyển trăng. Váng rồi. Phải nói là rất lâu bởi vì em biết rằng là hay áp mặt như thế này, trang bị như thế này thì nó cân bằng hơn rất nhiều. Nếu để biểu ca mà mặc kim xà 7 mà bắn thì chắc chắn là minh giáo bút không có cơ, bởi vì hơn về hóa cảnh quá nhiều. Rồi, chết rồi, 1-0 biểu ca. Em cùng đợi tí tôi ra tôi soi lại cái đồ của anh có đúng là tháo tín vật và mặc như thế này là mặc chiến cuồng rồi, còn tín vật thì không biết. Rồi tôi sẽ soi cho anh em luôn. Đúng là anh đã tháo tín vật rồi. Vâng, tôi xem cái set có Thương Hải Di Châu của anh. Cũng gọi là chưa phải là ngon lắm. Tạm tạm thôi anh em. Chiến cuồng thì chưa khẳng đá. Vâng. Đối với bot luck thì anh em thấy là mặc những cái đồ gì nó cao nhất rồi. Bot luck thì anh em thấy là cái set Thương Hải có lẽ là ngon hơn một tí. Trận đấu thứ hai tiếp tục. À không, trận đấu thứ hai thì anh em có thể thấy là giữa một cái băng bổng, tí nữa tôi sẽ soi đồ cho anh em, cái băng bổng viêm đế nâu ăn. Vâng, cái băng bổng này thì sở hữu trang bị là uy hổ tướng kẹp với trang bị sát tinh, ba món sát tinh, nón quần áo, tín vật cấp 20 và đã kim xà 7 rồi. Kim xà 7 mà viên đế loan thì tôi nghĩ là anh hiện tại ở cái bằng bọc của võ lâm 2 thì mạch hóa cảnh cao nhất là có mập lụy tình, còn lại những cái bằng bọc khác thì có lẽ là mới lên hóa cảnh thôi. Nhưng anh em thấy rằng thì đối với hệ phái cái bằng bọc, họ tuy là không có thể không mắc binh về hóa cảnh nhưng mà những pha đập của rất là chất lượng. Rồi, pha đập choáng. Rồi, không thấy có choáng đây nhiều nhỉ. Rồi, choáng đầu tiên rồi. Anh em thấy là lượng đêm đập nó không ăn thua lắm anh em. Rồi, ăn pha 55.
thì hơn hóa cảnh quá nhiều. Hiệu ứng cá khá là cao, giống như anh em thấy là không có choáng nhiều, mặc dù có yêu quyết cao cấp thì mới lên được phát choáng thôi. Như Dương Dư Cung cũng ăn hiệu quả thương dược anh em ạ, cả hai áp đều ăn hiệu quả thương dược, tôi thấy là như vậy rồi. Hiệu quả thương dược thả nào mà đập mãi nó không thấy tụt máu. Vâng, có lẽ bây giờ thì đã hết hiệu quả rồi, thì máu cũng đã tụt rồi. Như pha toái kim bắn rất đau, đến từ hỏa cảnh 90 mạch. Thì tôi sẽ soi đồ lại cho anh em, không biết là BK có tháo tín vật để chấp không, hay là anh đeo mắc binh luôn. Nếu đeo mắc binh thì rất là khó cái băng bọc, thì mà cái băng bọc hóa cảnh chưa cao. Nhưng nếu mà gặp cái băng bọc mà vô song chiến thần thì nó sẽ khác rất nhiều. Vâng, được ca tiếp tục giành chiến thắng. Sự khác biệt giữa hóa cảnh với không hóa cảnh hoặc là số lượng hóa cảnh thấp và cao nó rất là chênh lệch anh em ạ. Chênh lệch cả máu ngũ hành, rồi bây giờ sự xuất hiện của Thương Hải Di Châu làm cho một áp có thể nói là những cái áp build như Dương Gia Thương, và anh đã mặc vô song chiến thần rồi, có thể lên tới 1 triệu máu. Vâng, để tôi soi lại đồ cho anh em. Rồi anh chấp tín vật. Vâng, anh chấp tín vật tức là anh bỏ qua 300 điểm phá địch, 20k máu và một số ít điểm năng. Tôi sẽ soi cái sách Thương Hải Di Châu ủ rồi, sinh lực 15k. Rồi Thương Hải Di Châu rất ngon, anh em thấy là hiệu quả thương dược tăng 6%, kháng tất cả sát số chiều là tốc độ chạy tăng 7%. Bằng sát Thương Hải Di Châu của Viêm Đế No One, hiệu quả thương dược tăng 7%, vậy là anh có hai cái hiệu quả thương dược. Vâng, anh em thấy là trang bị anh Uy Hổ Tướng này, tín 20 này, kim xà 7, tôi sẽ soi cho anh em kim xà 7. Vâng, cái băng bọc thì anh em biết là đi theo thân pháp mà kim xà tẩy full thân pháp 99 ủ bột rất là ngon. Rồi anh em thấy là ba món đều thân pháp 99 điểm, phòng thủ bó kích 48, arc này mà lắp vô xong chiến thân thì nó đập nó mới là kinh khủng. Còn biểu ca thì đã chậm tín mất 300, chậm phá địch 300. Vâng, cái kèo tiếp theo, trận đấu tiếp theo thì là sự đối đầu giữa Viêm Đế No One và Boss Luxury Minh Gia Bút. Em có thể thấy là các hệ phái hôm nay của chúng ta thi đấu loạn xạ. Qua những cái trận đấu này thì anh em thấy Dương Gia Cung 90 mạch đã giành liên tiếp những cái trận chiến thắng. Còn tôi nghĩ cái trận đấu này thì nó sẽ cân bằng hơn, và tôi nghĩ là trận chiến thắng sẽ dành cho cái băng bóng. Chiến thắng dành cho cái băng bóng rất là cao, bởi vì thứ nhất là hóa cảnh tôi nghĩ là có thể bằng nhau. Tùa đoà toàn rồi, tôi vừa nói mồm xong rồi, anh phải tăng bình báo ngay đầu tiên, đập không ngã. Ngay lập tức thì Viêm Đế ngã rồi, rất đau vô sóng chiến thần. Có lẽ như cái dự đoán của tôi thì có lẽ sai rồi, anh em thấy dự đoán thì có thể sai có thể đúng. Một lắc thì không ăn hiệu quả thương dược, này thì cả hai đối thủ chúng ta không ăn hiệu quả thương dược. Rồi ba phát đập ngã thì phát thứ ba cuối cùng cũng đã ngã, anh thấy đập khá là thốn. Ôi, anh đã đi vào cái cờ vàng rồi, cờ ngã của mình ra bút rồi. Ôi, anh em thấy thả cực đau luôn nhá. Rồi chết. Anh kịp tăng máu không đấy? Còn dính thêm máu. Rất khó.
Rồi xong rồi, Thái Băng Mẫu đã thua trận đấu tiếp theo. Thái Băng Mẫu mặc dù mặc kim sa bay nhưng với cái lượng đêm của Vô Song Chiến Thần nó hơn hẳn rất là nhiều. Và cái bông bông thì tôi không biết là anh hóa cảnh bao nhiêu mạch nữa. Xếp hạng hóa cảnh đây. À, cái bông bông 47 mạch rồi. Đây, 47 mạch rồi anh nhá. Vậy là anh em thấy cái lượng đêm của Vô Song Chiến Thần rất là cao. Chí Dũng 50 mạch, Harmonica 56 mạch. Thật ra là cái bảng xếp hạng này nó cũng chưa cập nhật một cách hoàn hảo đâu, mà nó chỉ là mang tính tạm thời thôi. Bernard Dubai đã 71 mạch rồi, Lục Chỉ Cầm Ma 73 mạch, Như Ngọc 84 và Biệt Ca là mất 90 mạch. Tiếp tục mà anh em quay trở lại với kia trận đấu tiếp theo giữa mình ra bút và Biểu Ca. Khi mà tiếp tục Dương Giáo Cung chấp đồ, chấp chiến cuồng và đã bỏ tín vật. Anh đang dùng những cái cờ để ép sát Biểu Ca. Choáng rồi. Rồi, không chết được. Rất tiếc. Rồi, choáng liệu chết không? Chết rồi. Máy tự Biểu Ca tăng máu rồi. Ăn chọn một pha 55. Nếu phát đó mà là Vô Song Chiến Thần và tín vật có lẽ là ăn chọn pha 55 đó đã hy sinh rồi. Nhưng pha tới kim đấy thì rất khó chịu. Nhiều khi mà thả cờ là cũng lỗi rồi, không ngã được. Một pha là nào. Cái lượng tốc rất là cao, bắn toái kim rất là nhanh. Người cầm dơ cung tôi thấy thì khá là chắc tay. Rồi không, chưa kịp đặt cờ ngã rồi. Không. Đụng, xít chết kìa. Ngay lập tức Biểu Ca tăng máu rồi. Từ đó thì bot lắc đã hết sạch máu. Ngồi choáng. Liệu có làm gì được không đây? Rồi, đang choáng liên tục. Không, rất là khó. Khi mà trong khi là Biểu Ca đang tăng máu rồi thì rồi chiến thắng tiếp tục dành cho Dương Cục. Sự khác biệt về hóa cảnh là quá cao. Đây, xoay lại cho anh em kín xá 7. Vâng, anh đi phun phá địch. Vâng, như đồ này thì tôi thấy là anh chấp rồi. Nhưng mà tôi vẫn muốn anh mang kim xà 6 thì nó chắc có lẽ thì nó sẽ cân bằng hơn. Một trận đấu tiếp theo, mình ra bút và ra cung, mời anh em cùng đón xem. Mà anh em đến với trận đấu tiếp theo. Vâng. Rồi.
lối đánh của anh thì rất là hay, mình giáo bút rất là hay. Anh cũng là một trong những người cao thủ PK mình giáo bút. Có lẽ là hôm nay thì bởi vì hiện tại đang dịch corona, mà trong khi là quán net thì đã đóng cửa hết rồi. Vậy là có lẽ anh đang BK ở nhà, chưa thể hiện được hết cái trình độ của mình. Đa phần đánh kèo hay là đánh bá hội tiếng Anh thì các cao thủ chúng ta đều phải chạy ra quán net để chơi. Chứ còn đánh ở nhà laptop thì là bàn phím nó sẽ không được thoải mái, cũng như là chất lượng đánh nó không được tốt nhất. Bot lag tăng máu rồi. Thấy tỷ lệ choáng không nhiều. Rồi choáng, không choáng được. Em thấy là Nam Linh hôm nay không thấy có tỷ lệ choáng xuất hiện quá nhiều như trận đấu hôm nọ. Và những pha thả Nam Linh anh em thấy là nó cũng không phải là chưa phải đau quá. Rồi không choáng. Quá hay luôn, liệu không rồi. Không được rồi, không kết thúc được rồi. Điểm cà quá trâu. Phát đó mà anh tầm khoảng 50 mạch đổ lên thôi thì tôi nghĩ là phát đó đã kết thúc được rồi. Và anh chỉ cần làm quả kim xà bạch thôi. Mình giáo bút chỉ cần lên kim xà bạch thôi là khác bọc hơn rất nhiều rồi. Toán rồi, liệu giành chiến thắng không? Ok, cuối cùng thì Bot Luck đã giành chiến thắng rút ngắn tỷ số lại, còn tỷ số thì tôi không nói gì. Lại đi, đánh vui là chính nha. Vâng, có lẽ là clip của tôi dừng lại tại đây thôi, cũng đã trưa rồi thì tôi xin phép anh em đi ăn cơm. Thứ clip sẽ tiếp tục quay ở trong những cái video khác. Thì hẹn anh em các clip tiếp theo nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh cũng như là like ủng hộ video mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, xin kính chào và hẹn anh em ở các clip tiếp theo.